Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Và hôm nay là ngày mùng 6 tháng 7 năm 2020 thì cơ sở đồ gỗ Hiền Lành lại tiếp tục giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc một mẫu sản phẩm nữa là bộ bàn ghế gỗ mun hoa kiểu sơn thủy hữu tình. Đây là bộ bàn ghế gỗ mun hoa hàng đặt của khách hàng ở Quảng Ninh. Chúng tôi đang đi vào quy trình hoàn thiện cuối cùng để bàn giao cho quý khách được đúng ngày tốt. Bộ bàn ghế này được chọn vân rất là kỹ lưỡng theo như yêu cầu đặt của anh thì giá thành nó lên rất là cao. Toàn bộ phần khuôn tranh chúng tôi làm dày 4 phân, phần ván chúng tôi làm dày 2 phân và được chọn vân, chọn vân hoa gia báo. Đây là bộ bàn ghế được làm 100% từ chất liệu gỗ mun hoa nhập khẩu từ nước Lào và cũng được đánh giá là chất liệu gỗ đắt hàng đầu Việt Nam. Nếu nói về dòng gỗ mun thì gỗ mun hoa là đứng đầu. Còn nếu so với gỗ trắc thì mun hoa chỉ thua gỗ trắc là đứng sau gỗ trắc thôi. Gỗ mun hoa nó có giá trị rất là cao. Nhưng ngược lại thì gỗ mun hoa nó lại rất nhiều nhược điểm như là hay nứt râm. Nếu như vào mùa nắng này thì xuất hiện rất nhiều những vết nứt thì chúng tôi sẽ bảo hành. Có chính sách bảo hành cho quý khách để quý khách yên tâm. Bộ bàn ghế này là bộ bàn ghế sơn thủy. Thì chiếc ghế dài này có kích thước là dài 2m40, rộng 69 và cao 1m12. Và chân là chân cong. Đây là chiếc đôn nhỏ cũng được chọn vân kỹ lưỡng tỉ mỉ tới từng chi tiết nhỏ. Đôn này chúng tôi làm vuông 40. Chân cũng là chân cong. Để làm được bộ bàn ghế này mất rất nhiều thời gian. Thời gian trung bình từ 2 đến 3 tháng thì gỗ mới đảm bảo. Quý vị chơi bộ bàn ghế gỗ mun hoa thì quý vị cũng biết rồi. Phải có thời gian để cho gỗ nó khô. Vì bản chất của gỗ mun hoa là sống ở dưới nước rất là lâu nên độ ẩm trong gỗ rất là cao. Khi gặp mùa nắng thì co ngót rất là lớn và hay nứt râm thì quý vị có thể biết được. Qua đây thì chúng tôi cũng chia sẻ tới quý khách hàng đã chơi và chuẩn bị có ý định mua những bộ bàn ghế gỗ mun hoa thì quý vị có thể có thêm kinh nghiệm. Và chiếc ghế đơn của bộ bàn ghế sơn thủy này có kích thước là dài 95, cao 1m07 và sâu 69, tay tay 12 và phần mặt cũng được chọn vân sáng rất là đẹp, vân vàng chanh, gọi là gỗ mun sọc hoa. Và toàn bộ phần vách thì chúng tôi đục sơn thủy hữu tình, chương là chương cuốn thư. Chiếc bàn trà chúng tôi làm kích thước là 54 nhân với 42. Còn chiếc ghế là chúng tôi làm dài 95, cao 1m07, sâu 69. Đây là đơn đặt hàng của khách hàng Quảng Ninh. Chúng tôi đang đi vào quy trình hoàn thiện cuối cùng để bàn giao đây. Toàn bộ vân gỗ nổi lên rất là đẹp. Thì bên cạnh những bộ bàn ghế sơn thủy như này, chúng tôi có những bộ bàn ghế minh cốt nghê hoặc minh cốt voi. Trong clip trước chúng tôi cũng đã đăng rồi, quý vị có thể xem qua. Quý vị có thể tìm kiếm trên YouTube bộ bàn ghế minh cốt nghê hoặc minh cốt voi cộng với từ khóa đồ gỗ Hiền Lành, quý vị có thể xem được. Quý vị ưng mẫu sản phẩm như này, quý vị có thể điện cho chúng tôi qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi chuyên về các dòng bàn ghế gỗ chọn vân, mun. Đặc biệt chọn được những bộ ghế chọn vân mun hoa như này thì rất là khó, yêu cầu người thợ phải lọc gỗ ngay từ ban đầu. Và để chọn được bộ bàn ghế gỗ mun đẹp như thế này thì mất rất là nhiều công, nên là khi lên thành phẩm thì giá thành nó rất là cao, cao hơn thị trường bên ngoài rất là nhiều. Thì quý vị xem qua video này, quý vị có thể đánh giá được bộ bàn ghế này đẹp đến mức nào. Toàn bộ vân là vân thật. Chúng tôi không vẽ vân, không bán vân. Quý vị có thể kiểm tra mộc trước khi sơn.
Vì đây là khách hàng ở xa không về được thì chúng tôi quay một clip để báo cáo với gia đình anh là hàng của anh đã sắp xong rồi. Chúng tôi sẽ bàn giao vào đúng ngày. Gần đây thì chúng tôi đang nhận rất nhiều hàng đặt đồ thờ cúng, ngựa thờ hay là khám thờ, cuốn thư câu đối. Thì hôm nay chúng tôi có thời gian quay các clip về những bộ bàn ghế phòng khách gỗ hương, gỗ mun để cho quý vị tham khảo. Chúng ta cùng nhìn lại toàn cảnh bộ bàn ghế sơn thủy gỗ mun hoa. Chiếc ghế dài dài 2,40 m, được trộn vân, trộn gỗ, chân cong. Ghế dài là cao 1,12 m, còn ghế đơn là cao 1,07 m. Quý vị muốn xem những bộ bàn ghế gỗ mun đẹp thì quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để quý vị có thể xem thêm được những video khác và nhận thông báo mới nhất. Quý vị hãy đăng ký kênh để ủng hộ cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành ngày càng lớn mạnh trên thị trường đồ gỗ online trên toàn quốc. Trong thời gian sắp tới tháng 6 âm lịch đây, chúng tôi sẽ ra những siêu phẩm từ làm từ chất liệu gỗ mita. Thì quý vị có thể xem được ví dụ như ngựa thờ hay ngà hạc thờ. Vâng, cảm ơn quý vị đã bớt chút thời gian sẽ theo dõi tôi trên YouTube. Và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.